Em xin kính chào toàn thể quý khách hàng thân thương của Đỗ Sĩ Hiệu. Em xin kính chúc mọi người có một ngày ngập tràn niềm vui bên gia đình thân thương của mình nha. Ngày hôm nay em sẽ lên cho mọi người những mã sản phẩm áo sơ mi, một trong những cái sản phẩm không thể thiếu trong cái tủ đồ của phái Mạnh, đúng không ạ? Và tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn được free ship toàn quốc, vẫn được mở hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán nha mọi người. Tất cả thông tin, thông số của sản phẩm em sẽ ghi bên phía trái của góc màn hình. Số điện thoại đặt hàng em sẽ ghi bên phía phải của góc màn hình. Mọi người muốn đặt hàng thì có thể nhắn tin, gọi điện hoặc kết bạn Zalo với em, gửi cho em cái mã của sản phẩm, bên em sẽ tiến hành lấy thông tin, đóng gói hàng và gửi hàng đi cho mọi người trong ngày luôn. Thời gian nhận hàng chỉ từ 1 tới 3 ngày. Và một lưu ý đặc biệt, tất cả đơn hàng bên em đều được free ship toàn quốc. Không để mất thời gian của mọi người, em sẽ vào sản phẩm đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay. Tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ có mức giá bán đồng giá 239k và vẫn được free ship toàn quốc. Em sẽ bắt đầu bằng mã đầu tiên, mã 230. 230 em có một sản phẩm của thương hiệu Saliba Valentino. Con này là sơ mi lụa, chất sơ mi lụa nha mọi người, nên mặc cực kỳ thoải mái và nhìn cực kỳ sang luôn. Và cái màu này thì nó phối cũng cực kỳ đặc biệt và đẹp nha. Có túi trước ngực và chúng ta có một cái logo của Saliba Valentino ở đây. Độ mới hoàn hảo. Những cái sản phẩm sơ mi bên em sẽ bao cho mọi người những cái tiêu chí sau đây. Thứ nhất là độ mới cao, thứ hai chất lượng cực kỳ tốt, chất liệu và chất lượng cực kỳ tốt và giá cực kỳ phải chăng nha mọi người. Tem mặt đầy đủ này. Con này của Saliba Valentino cũng là một thương hiệu sản xuất thời trang vô cùng nổi tiếng. Chất sơ mi lụa cực kỳ mềm mại, cực kỳ sang. Mã 230, dài 72, ngang 58, vai là 50, phù hợp với những người có cân nặng từ 70 cho tới 75kg mặc sản phẩm này giúp em. Tất nhiên rồi, khi mọi người mua một cái sản phẩm áo sơ mi như thế này, mọi người nên chú ý tới những cái thông số mà em cung cấp nha. Mọi người đừng quan tâm tới size của áo, bởi vì size của châu Á và châu Âu nó hoàn toàn khác nhau và nó chênh nhau rất là nhiều. Nên cái thông số của sản phẩm, ngoài việc em đọc trên video như thế này, em sẽ ghim thông số chi tiết ở phía trái góc màn hình đây. Mọi người hãy lưu ý giúp em nha. Mã sản phẩm đầu tiên của chúng ta, chất sơ mi lụa cực kỳ sang luôn. Tiếp theo mã 231, em có một con sơ mi công sở, độ mới hoàn hảo luôn, độ mới như một chiếc áo mới nha, mới 99,9%. Con này phối kẻ cũng màu cũng cực kỳ lịch sự. Sản phẩm này của thương hiệu Fairfax. Đây, mọi người nhìn giúp em cái cổ này. Độ mới của sản phẩm của bên em nó như thế này. Thậm chí tem niêm phong của áo còn nguyên nha. Sản phẩm này chưa có người sử dụng đâu. Mua đồ second hand, đồ đã qua sử dụng, nhưng mà như đồ mới. Mã 231, dài 70, ngang 50, vai là 45. Một con sơ mi công sở cực kỳ đẹp luôn. Sản phẩm này thì mọi người có thể mặc đi tiệc, cực kỳ lịch sự nha. Cái chất thì khỏi phải nói rồi. Với cái giá bán như thế này và cái chất lượng sản phẩm như thế này thì chẳng còn gì phải đắn đo đâu nữa. Không có gì phải đắn đo cả. Tiếp theo, mã 232, em có một sản phẩm của thương hiệu Order Made. Con này cũng mới 99,99%. Tem niêm phong của áo vẫn còn nguyên này, sản phẩm này chưa có người sử dụng. Phối màu cũng cực kỳ lịch sự. Những cái sản phẩm như thế này thì không thể thiếu trong tủ đồ của phái Mạnh đâu ạ. Trong tủ đồ của em hiện tại có gần 20 chiếc áo sơ mi nha mọi người. Gần 20 chiếc áo sơ mi trong tủ đồ của em. Con này đồ mới hoàn hảo, chất cốt tông, khá dày dặn. Mã 232, dài 72, ngang 50, vai là 42-43. Đồ mới hoàn hảo, chất liệu cốt tông, cực kỳ dày dặn. Đây, độ mới của sản phẩm đây nha mọi người. Như một chiếc áo mới luôn. Đây, cái cúc này còn thậm chí là nó còn nguyên vẹn luôn. Độ mới hoàn hảo. Tất cả sản phẩm sơ mi của bên em thì em sẽ bao cho mọi người độ mới cực kỳ cao nha. Con nào độ mới thấp thì em sẽ báo trên video luôn. Mọi người cứ yên tâm. Tiếp theo mã 233. Em có một sản phẩm của cà phê Soho. Con này phối thì cũng cực kỳ sang, con này phối rất sang nha. Chúng ta có những bên trong này, nó phối như thế này. Tem mạc của áo đây. Con này cốt tông mềm, con này chất cốt tông mềm, nhưng form của áo thì cực kỳ đứng nha. Độ mới 99,99% luôn, như một chiếc áo mới luôn. Tem niêm phong của áo vẫn còn nguyên. Cái cúc nó làm cũng cực kỳ đẹp. Tem trên, tem dưới đầy đủ.
Con này phối chấm bi nha mọi người, con này phối chấm bi. Tem mặt đầy đủ. Mã 233, dài 72, ngang 50, vai là 43. Cực kỳ đẹp. Đây, phối chấm bi. Độ mới hoàn hảo nha. Một chiếc áo mà cổ nó trắng tinh như thế này thì mọi người cứ yên tâm về độ mới giúp em. Sơ mi của bên em luôn luôn bao về độ mới. Mã 233. Đây. Phối cực sang luôn. Mã 234 thì em có một con sơ mi của Nhật đây. Con này của thương hiệu Brick House. Một thương hiệu làm đồ sơ mi cực kỳ nổi tiếng của Nhật Bản. Và công ty của nó thì nằm ở Tokyo, Nhật Bản nha mọi người. Con này độ mới em cũng bao cho mọi người trên 99,99% luôn. Phối màu cũng cực kỳ lịch sự. Với cái giá 239.000 thì mọi người không thể mua được một cái áo sơ mi với cái chất lượng tương đương như thế này đâu. Và đặc biệt đây còn là hàng chính hãng nha mọi người. Mã 234, dài 73, ngang 52. À, em xin lỗi, dài 73, ngang 58, vai là 52. Con này một màu thôi. Một màu trơn, độ mới thì như một chiếc áo mới luôn. Hoàn hảo luôn, thằng Nhật nó làm sơ mi thì bao đẹp. Từ cái chất liệu cho đến cái kiểu dáng. Và nó còn có thương hiệu nữa nha. Tem mặt đầy đủ giúp em. Này, cái cổ áo của nó làm đây. Form áo cực kỳ đẹp. Tiếp theo, mã 235 thì em tiếp tục có một sản phẩm của thương hiệu cà phê Soho. Con này là form slim fit, có nghĩa là phù hợp với những người có cái vóc dáng cơ thể nó gọn gàng một chút này, bụng nhỏ một chút này, vai nhỏ một chút này. Những người mà bụng hơi lớn một chút thì mặc chiếc này nó hơi bó nha. Mọi người lưu ý giúp em bởi vì đây là form slim fit. Con này phối thì cũng tương tự như con kia thôi, không khác gì cả. Độ mới thì 99,99%. Đây, thậm chí những cái tem mạc, những cái khuy của cổ áo để giữ cái form của cổ áo nó còn nguyên đây này. Độ mới trên 99,99%. Cam kết cho mọi người luôn. Mã 235, dài 73, ngang 50, vai 43-44. Phối một màu trơn như thế này thôi. Vải cốt tông. Cực kỳ đẹp. Mọi người cần thêm thông tin về bất cứ sản phẩm nào mà mọi người định đặt mua thì cứ nhắn tin hoặc gọi điện cho em nha. Em sẽ cung cấp thêm thông tin cho mọi người. Tiếp theo mã 236. 236 thì em có một con sơ mi màu đen phối kẻ nhỏ. Màu đen. Chất cốt tông cực kỳ mềm và mịn. Con này độ mới thì cũng 99,99%. Cái tem niêm phong của áo còn nguyên. Những cái sản phẩm này chưa có người nào sử dụng đâu ạ. Chưa có ai sử dụng đâu. Mọi người nhìn giúp cái cổ áo của cái cổ áo nó làm này. Cực kỳ đẹp luôn. Một chiếc sơ mi như thế này thì mới đáng để mặc lên người nha mọi người. Tem mặc đầy đủ này. Và đặc biệt cái sản phẩm này nó đến từ Uniqlo nha, một sản phẩm chính hãng của Uniqlo nha. Một cái áo sơ mi như thế này mọi người mua ở shop của Uniqlo thì giá nó không bao giờ có giá dưới 800-900 nghìn đâu. Tem niêm phong còn nguyên, một sản phẩm chính hãng của Uniqlo với cái giá bán chỉ 239.000 thôi. Mà độ mới thì nó như một chiếc áo mới. Đó là cái lý do vì sao rất nhiều người bây giờ đã chuyển sang sử dụng những cái mặt hàng đồ second hand. Sử dụng đồng tiền một cách vô cùng thông minh. Màu quá đẹp, một sản phẩm chính hãng của Uniqlo. Với cái giá bán như thế này thì chẳng có gì mà phải đắn đo đâu nha mọi người. Mã 236, dài 72, ngang 52, vai 43. Tiếp theo, mã 237 là một sản phẩm của thương hiệu Cinema. Con này sơ mi ngắn tay, phối màu xanh, trơn như thế này thôi. Chất cốt tông cực kỳ mềm mịn, chất cốt tông cực kỳ sướng luôn. Đây, tem trên, tem dưới đầy đủ luôn. Độ mới 99,99%. Sơ mi nhà bên em thì nó phải như thế này thì em mới bán nha. Sơ mi mà cũ ấy, em không dám bán đâu. Mã 237, dài 75, ngang 56, vai 50. Tất cả thông số em sẽ ghi bên phía trái của góc màn hình nha. Mọi người lưu ý giúp em nha. Tem mặt đầy đủ, tem trên, tem dưới đầy đủ. Đây, độ mới hoàn hảo luôn. Chất cốt tông cực kỳ mềm mịn.
Tiếp theo, mã 238 thì em có một sản phẩm áo sơ mi của thương hiệu Balmain Paris, một thương hiệu sản xuất thời trang cực kỳ lớn của Pháp nhé. Mọi người nhìn giúp em cái áo sơ mi của nó này. Cái cổ áo đấy. Từ đường kim mũi chỉnh cực kỳ chỉnh chu nha mọi người, cực kỳ chỉnh chu luôn. Tem trên tem dưới đầy đủ. Độ mới hoàn hảo luôn. Cực kỳ mới luôn. Cái này phối màu cũng cực kỳ nhã nhặn và cực kỳ lịch sự đây. Đây, mọi người nhìn giúp em cái cổ áo này, từ cái đường kim mũi chỉ nó đi như thế này này. Có túi trước ngực nha, có túi trước ngực luôn. Độ mới hoàn hảo, phối màu cực kỳ nhã nhặn luôn. 238 dài 75, ngang 60 và vai là 50. Mã 239, em có sản phẩm của thương hiệu Kickland. Đây. Cái này phối chấm bi, phối màu xanh chấm bi, độ mới hoàn hảo luôn. Con này là form custom fit, có nghĩa là cái form nó phù hợp với rất nhiều, nói sao ta, nó phù hợp với rất nhiều cái gì ta, cái số đo của cơ thể. Có nghĩa vì cái chất liệu của nó co giãn nhẹ này, co giãn nhẹ. Rồi, mã 239 dài 78, ngang 60 và vai là 50. Con này tương ứng với size L và size XL của Việt Nam nha, của châu Á nha. Tem mạc đầy đủ luôn. Đây, mọi người nhìn một lúc. Cái sản phẩm nó như thế này, tem mạc nó như thế này. Với cái giá bán như vậy thì không có gì mà phải đắn đo cả. Mã 239 dài 78, ngang 60, vai là 50. Một sản phẩm chính hãng của Kickland. Tem mạc, tem trên, tem dưới cực kỳ nhiều luôn. Phối màu xanh chấm bi. Không có gì để chê luôn. Tiếp theo mã 240 thì em có một con sơ mi. Con này chất liệu cốt tông, là chất cốt tông dày nha mọi người. Con này thì thích hợp vào thời tiết của thu đông. Thích hợp thời tiết thu đông. Trời se lạnh một chút, mọi người không thích mặc áo khoác mà muốn mặc một chiếc áo sơ mi thì cái này nó sẽ đáp ứng được cho mọi người. Nó sẽ giữ ấm được cho cơ thể này. Chất cốt tông cực kỳ dày nha, bởi vì nó là cái dòng flannel. Phối màu cũng cực kỳ đẹp, con này chất dày nên mọi người trước khi mua thì hãy lưu ý giúp em nha. Chất nó rất dày, mọi người nếu mà mặc vào mùa hè thì nó sẽ khá là nóng đó. Còn mặc vào mùa thu đông thì nó mới hợp nha. Phối màu cực kỳ đẹp luôn. Mã 240 dài 72, ngang 50, vai là 45. Đây. Quá đẹp cho một con sơ mi luôn nha mọi người. Nó mới từ bên trong ra đến bên ngoài luôn. Cực kỳ đẹp. Con này của Mỹ đấy nha mọi người. Con này là sản phẩm của Mỹ đấy. Con này được made in USA đấy. Hàng của Mỹ đấy. Thằng Mỹ nó làm mấy con sơ mi chất dày dặn lắm. Cực kỳ dày luôn. Tiếp theo mã 241. 241 thì em có một sản phẩm, tiếp tục một sản phẩm của Kickland. Con này size cũng tương tự con trước luôn. Mã 241 dài 75, ngang 55, vai là 45. Đây. Cũng màu phối chấm bi, xanh chấm bi. Độ mới hoàn hảo, không khác gì một chiếc áo mới luôn. Có thể mọi người nhìn trong video nó như thế này, nó đã đẹp như thế này rồi. Nhưng mà chắc chắn khi mọi người nhận hàng thì nó sẽ còn đẹp hơn nữa. Cái màu nó còn sáng hơn nữa nha mọi người. Bởi vì cái camera em quay bằng camera thường nhé, không qua bất cứ một cái phần mềm chỉnh sửa nó đâu. Nên mọi người yên tâm, khi mọi người nhận hàng ấy thì chắc chắn cái chất lượng của sản phẩm nó sẽ còn cao hơn trên video nha. Tem cực kỳ nhiều luôn, một sản phẩm chính hãng của Kickland nha. Phối màu chấm bi cực kỳ đẹp. Sáng nay em khui hai kiện, một kiện Hàn, một kiện Nhật, mà lấy được có 40-50 con, không có nhiều. Hôm nay em lên tầm 20 con thôi. Mai nếu có thời gian em xử lý hàng xong thì em lên tiếp. Mã 242 thì em có một sản phẩm áo sơ mi đến từ Pháp nha, của thương hiệu Renoma. Renoma Pháp. Con này thì chất cốt tông pha lụa. Con này chất cốt tông pha lụa này. Nó cực kỳ mịn. Cốt tông nó mịn lắm. Mặc cực kỳ thích. Nó mát nha mọi người. Cực kỳ mát luôn. Cuối cúc đây. Bởi vì hàng mới khui kiện đấy nha, nó hơi nhăn một chút cho mọi người. Bởi vì em đã xử lý và em là rồi, em đã là qua rồi nha. Nhưng mà bởi vì hàng nó ép trong kiện trong một khoảng thời gian khá là lâu,
nên vải nó cần thời gian để phục hồi nha mọi người. Còn về độ mới của sản phẩm thì em cam kết với mọi người tất cả sản phẩm áo sơ mi bên em có độ mới trên 98% nha. Một sản phẩm của Renoma Pháp, con này cũng form slim fit dành cho những người có cái form người nó nhỏ nhỏ một chút và không có bụng nha. Nhìn phía bên trong nó làm cực kỳ chỉnh chu luôn. Tem mặt đầy đủ nha, cúc phụ còn nguyên. Sản phẩm chính hãng của Renoma Pháp. Mã 242, dài 73, ngang 50, vai là 43. Quá đẹp. Cái phối màu nó sang lắm nha. Phối màu cực kỳ sang. Tiếp theo, mã 243 thì em có một con sơ mi. Chất sơ mi pha lụa của Hàn Quốc nha. Con này được sản xuất tại Hàn Quốc, Made in Korea. Con này của thương hiệu Primer. Thương hiệu Primer. Phối màu như thế này. Có đẹp không ạ? Quá đẹp. Quá đẹp nha. Phối màu như thế này nó hiếm lắm nha mọi người. Nó không có nhiều. Những cái phối màu như này nó hiếm lắm. Và cái chất của thằng Hàn nó làm thì không có gì phải chê luôn. Con này à, em đang tính để lại em mặc đây. Phối này. Quá đỉnh. Mọi người cứ yên tâm nha, hàng khi mọi người nhận ấy, mọi người kiểm tra hàng thoải mái, chắc chắn nó sẽ đẹp hơn trên video, cam kết với mọi người luôn. Mã 243, dài 70, ngang 55, vai là 46. Phối mộc, không có gì để chê. Không có gì để chê. Tiếp theo, em có mã 244, thì em có một sản phẩm áo sơ mi cổ trụ. Áo sơ mi cổ trụ nha, chứ không phải cổ bẻ đâu nha, con này màu đen. Đây. Zoom cận cảnh cho mọi người xem cái phối màu, cái chất liệu như thế này này. Con này cũng sơ mi pha lụa luôn. Chất quá sướng. Cái chất này nó mặc nó thoải mái lắm nha mọi người. Thực sự những cái sản phẩm như thế này không muốn bán đâu, chỉ muốn để mặc thôi. Nhưng mà nhà em nhiều sơ mi quá rồi. Mã 244, dài 75, ngang 60, vai là 50. Đây. Tem niêm phong của áo còn nguyên nha. Thì mọi người cứ yên tâm về độ mới nha. Những cái sản phẩm như thế này chưa có người sử dụng đâu. Khui kiện thì nó được một cái lợi thế là em sẽ chọn lựa từng sản phẩm một nhé. Rồi, mã 244 của chúng ta có số đo dài 75, ngang 60 và vai là 50. Quần áo sơ mi đen. Độ mới hoàn hảo. Tem niêm phong còn nguyên. Sản phẩm này chưa có ai sử dụng đâu nhé. Đó là một chiếc áo mới nha mọi người. Phối màu cực kỳ đẹp. Tiếp theo mã 245 thì em có một con phối màu cũng rất đẹp luôn nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn. Con này cũng sơ mi lụa của thương hiệu Connect. Mã 245, dài 70, ngang 53, vai là 45. Phối màu xanh rêu, chất sơ mi lụa, tem mặt đầy đủ, tem niêm phong của áo còn nguyên đây nha. Độ mới hoàn hảo, những sản phẩm như thế này thì chưa có ai sử dụng đâu. Nó là một chiếc áo mới nha mọi người. Mã 246 thì em tiếp tục có một sản phẩm áo sơ mi. Con này của Nhật nha mọi người. Nó có thương hiệu Edwin. Edwin của Nhật nha. Con này là chất cực kỳ dày nha. Con này chất dày là mọi người mặc vào thời tiết thu đông thì hợp. Mặc vào mùa hè thì nó hơi nóng nha. Mọi người mặc vào thời tiết thu đông giúp em. Chất cực kỳ dày. Sản phẩm chính hãng của thương hiệu Edwin Nhật nha. Bên em cũng bán rất nhiều những chiếc quần jean của Edwin. Ngày hôm nay thì mới có một con sơ mi của Edwin đây. Mã 246, dài 70, ngang 52, vai là 45. Tất cả thông tin, thông số của sản phẩm sẽ ghi bên phía trái của các màn hình nhé. Tiện cho mọi người theo dõi và mọi người có thể nhìn vào cái thông số đó để chọn một cái sản phẩm nó phù hợp nhất với cái số đo của cơ thể. Quá đẹp. Tiếp theo mã 247 thì em có một sản phẩm áo sơ mi. Con này chất cốt tông, chất liệu cũng khá là dày dặn. Của thương hiệu Uniqlo Nhật. Con này của Uniqlo Nhật nha mọi người. Phối màu cực kỳ đẹp luôn. 247, dài 65, ngang 50, vai 43. Một sản phẩm chính hãng của Uniqlo. Toàn hàng hiệu nha mọi người. Khui ở kiện Nhật và Mỹ thì mọi người cứ yên tâm về trên cái chất lượng của sản phẩm đi. Toàn là hiệu không à. Tiếp theo mã 248 thì em tiếp tục có một sản phẩm của thương hiệu Uniqlo Nhật.
con này phối màu rất đẹp, con này cũng chất cực kỳ dày nha. Con này em khuyên mọi người nên mặc vào thời tiết thu đông thì nó hợp lý hơn nha. Con này mặc vào mùa hè thì nó hơi nóng đó, bởi vì nó chất cốt tông cực kỳ dày, chất cốt tông cực kỳ dày dặn, một sản phẩm chính hãng của Uniqlo. Mã 248 dài 70 ngang 52 vai là 45. Đây, tem mạc đầy đủ phía bên trong của nó đây, cực kỳ đẹp và chỉnh chu. Một sản phẩm báo hiệu bán với cái giá như vậy thì không có gì để đắn đo và suy nghĩ đâu ạ. Tiếp theo mã 249 thì em có một sản phẩm, con này cũng áo sơ mi, con này của Mỹ nha mọi người. Con này thì độ mới nó vừa phải thôi, trong cái lô này con này là có độ mới vừa phải thôi, nó không quá cao nhưng mà nó là chất cốt tông dày và cực kỳ xịn, và nó là hàng Mỹ. Mọi người cứ mặc thử trải nghiệm những cái dòng cốt tông này đi, tem mặc đầy đủ nhé. Con này tem Nhật nhưng mà được sản xuất ở Trung Quốc, nhưng mà nó là một thương hiệu của Mỹ nha mọi người. Đây, con này độ mới thì 8,5 điểm thôi. Nhưng mà độ mới nó cũng khá là cao. Em là người bán hàng nên em hơi khó tính một chút với những cái sản phẩm mà em bán nha, nên em chỉ chấm được cho 8,5 điểm thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều, mọi người mua với cái giá đó thì chắc chắn là quá hợp lý rồi. Phối màu cũng cực kỳ đẹp luôn. Mã 249 dài 70 ngang 57 và vai là 50. Con này chất cũng rất dày nha mọi người, mặc vào thời tiết thu đông giúp em, mùa hè thì nó hơi nóng. Tất cả thông tin, thông số của sản phẩm em sẽ cung cấp cực kỳ chính xác và trung thực nha mọi người. Rồi, mã sản phẩm áo sơ mi cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay thì em có một con áo sơ mi một màu trơn như thế này, màu xanh navy cực kỳ đẹp, độ mới trên 99,99%. Con này của Hàn nha mọi người, con áo sơ mi này của Hàn, tem Hàn đấy nha, tem của Hàn đấy ạ. Rồi, mã cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, mã 250, một con sơ mi có độ mới 99,99% của Hàn Quốc, dài 75 ngang 60 và vai là 50. Sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay, độ mới hoàn hảo luôn. Những cái sản phẩm như thế này mọi người mặc đi làm, đi công tác hoặc đi chơi nó đều hợp cả, cực kỳ chỉnh chu. Hoặc mọi người có thể mặc trong và khoác bên ngoài một chiếc áo vest thì bao lịch sự, cái chất thì khỏi phải bàn rồi. Rồi, đây cũng là những cái sản phẩm cuối cùng của chúng ta ngày hôm nay rồi. Tất cả sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay sẽ có mức giá bán đồng giá chỉ 239k và được bao ship toàn quốc, được mở hàng ra kiểm tra trước khi thanh toán. Em xin cảm ơn mọi người và kính chúc mọi người có một ngày thật vui bên gia đình. Ngày mai em sẽ tiếp tục lên những cái sản phẩm mới về của bên em nha. Em xin cảm ơn và chào mọi người ạ.